Chào các bạn, mình là kỹ sư hẻm. Hôm nay mình sẽ nói về một cái vấn đề mà rất nhiều người đã từng làm qua, nhưng mà có khi các bạn lại không biết mình đã có làm đúng hay chưa. Vấn đề đó là gì? Đó là vấn đề thay nhớt xe làm sao cho đúng. Thì vấn đề thay nhớt ở đây thì đầu tiên là mình phải hiểu cái nguyên lý thay nhớt nó ra làm sao. Thay nhớt có nghĩa là mình xả hết, làm sao cho càng nhiều nhớt bẩn, nhớt cũ trong động cơ được xả sạch ra ngoài và mình thay nhớt hoàn toàn mới vào. Thì cái vấn đề quan trọng á, nó nằm ở chỗ làm cách nào để có thể cho cái dòng nhớt thải, nhớt cũ ra khỏi máy nhiều nhất có thể. Thì rất là nhiều người, người ta cứ đơn giản như là đem ra ngoài tiệm cho nó xả ốc nhớt, xả ra rồi xong dặn ốc nhớt lại rồi đổ nhớt mới vào. Thì dĩ nhiên tôi không nói cách làm đó nó là sai, nhưng mà cái cách làm đó nó chưa đem lại cái hiệu quả 100%. Có nghĩa là với tôi thì tôi mong muốn cho làm sao mà nó chảy gần như là 98-99% cái lượng nhớt trong máy chảy hết ra ngoài, sau đó tôi sẽ đổ nhớt mới vào. Thì dĩ nhiên khi mà nhớt mới mà chiếm nhiều hơn, không có bị ít nhớt cũ lại, thì cái độ bền của nhớt mới của mình nó sẽ cao hơn. Thì cái vấn đề là như vậy. Thì sau khi một cái thời gian tôi tìm hiểu bên nước ngoài hay gì đó, thì người ta phân ra hai trường phái, và hai cái trường phái này vẫn luôn cãi lộn với nhau quyết liệt. Đó là sao? Một trường phái thì nói rằng nè, nếu muốn mà xả nhớt sạch thì mình nhiều ra ngoài thì mình phải để cho động cơ thiệt nóng, sau đó xả nhớt ra. Còn ở cái trường phái còn lại thì lại nói rằng chúng ta phải để cho máy nguội qua đêm rồi chúng ta xả nhớt nó ra thì nó sẽ ra nhớt nhiều hơn. Nhưng mà sau khi tôi nghiên cứu, tôi làm thử theo hai cách này đó, thì ở mỗi cách nó đều có cái nhược điểm. Cái ưu điểm của cái thằng mà nóng máy thì khi mà máy bạn nóng, nhớt nó loãng ra thì bạn xả ốc nhớt ra, nhớt sẽ nhanh chóng nó tụt xuống. Nhưng còn á, còn mà cái thằng á mà sử dụng để qua đêm rồi mới xả nhớt thì nó lại theo cái lập luận là khi mà để qua đêm, toàn bộ mọi cái nhớt cặn, nhớt gì nó chảy từ trên phía đầu bò ở trên cao, những vị trí trên cao nó chảy xuống đáy hết rồi, và ta chỉ bị xả ra là ra hết. Thì thằng mà để qua đêm thì chửi mấy thằng kia, để cả qua đêm thì cặn đóng hết xuống dưới rồi xả nó là ra thôi, tụi bay ngu làm chi, tụi bay phải nổ máy cho nó nóng rồi để cặn cái thứ gì nó lại chui quanh xung quanh cái máy, rồi tụi bay xả hết như nó ra thì làm sao nó ra hết. Thằng nóng thì nó lại chửi, ơi cái đồ khùng, tụi bay sáng, tụi bay trời máy nó lạnh nhớt nó đặt, tụi bay xả hết xuống dưới thì cái phần mà nhớt nằm ở dưới đấy nó vẫn đóng xung quanh viền các kiểu, nó cũng đâu có chạy ra hết được. Đấy, hai thằng đó nó chửi nhau. Mà tới bây giờ hai thằng đó là vẫn chửi nhau. Nhưng tôi không rơi vào cái cuộc chiến mà tôi sẽ theo phe nào của cái trận chiến chửi nhau của hàng đó, mà tôi sẽ sử dụng cái cách của tôi là kết hợp cả hai thằng. Nhưng mà cái cách này á, nó không dành cho những bạn mà không có thời gian làm hay là thích đi ra ngoài hay nhớ hay gì đó, cái đó không thể làm được. Tại vì sao? Lý do là như vậy này. Khi mà tôi muốn thay nhớt cái xe của tôi á, thì thường là tôi sẽ đi đâu đó trước, giống như là đi chơi, đi cà phê, về để cho máy nó nóng hay gì đó. Thì khi mà tôi về tới nhà là tôi sẽ dùng cái khay đựng nhớt, tôi xả ốc nhớt ra luôn, và tôi xả luôn cả lọc nhớt đây, rồi tôi để đó qua một đêm, tới sáng hôm sau thì tôi mới dặn ốc nhớt lại, tôi chậm nhớt mới. Thì cái ưu điểm nó là sao? Ưu điểm đó như tôi nói, đang nóng máy dặn ốc nhớt ra,
nhấc ào 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 chạy xuống, chạy rất là lẹ. Sau đó nó vẫn cứ chạy từ từ, nó cứ rỉ tổng 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 tổng. Thì tôi nói với bạn rỉ qua nguyên đêm không còn cái gì trong đó. Tôi có thể khẳng định là nếu mà làm kiểu đó có thể được 98%, thì còn 2% còn lại nó lon len ngóc ngách các kiểu á thì nó hơi khó. Mặc dù bạn đã xả thêm cái lọc nhất, thì ở một số xe thì như Exciter hay Winner nó đều có cái lọc nhất rồi á, thì xe mô tô cũng vậy. Thì đa phần cái xe mô tô trong cái lọc nhất mà bạn xả ra trong đó có khoảng chừng 300ml nhất cả. Đã có nhiều người nói là mỗi lần thay nhất với xe mô tô hay gì thì thay bao nhiêu lần nhất thì hãy thay một lần lọc nhất. Ừ, cái đó cũng được, có thể tiết kiệm chi phí cũng được. Nhưng mà cái yêu cầu của mình đó chính là mỗi lần thay nhất yêu cầu người ta xả lọc nhất ra để xả bỏ luôn cái nhớt trong cái lọc nhớt đó. Thì bạn nghĩ đi, chẳng hạn như nhớt xe bạn 2,5 lít, bạn xả ra được 2,1 lít, 2 lít và bạn còn để yên lại cái lọc nhớt ở trong đó là còn 300ml. Thì khi bạn đổ nhớt mới thì bạn đổ 2,2 lít ở thì nó tiết kiệm hơn được tí, nên là bạn cảm giác là bạn đổ sẽ ít nhớt mà nó sẽ rẻ tiền hơn. Nhưng cái hậu quả là cái 300ml nhất cũ kia nó trộn lẫn vô cái 2,2 lít kia và nó làm giảm cái phần trăm mới trên tổng thể của cái nhất mới được. Thì cuối cùng cái hiệu quả mà bạn thay nhất bạn nó lại không cao. Cách như mình nói là cái cách vừa tiết kiệm mà vừa hiệu quả, có nghĩa là xả nhất, xả bỏ luôn cái nhất ở trong nằm lọc trong lọc nhất. Thì như vậy cái nhất của bạn mới đổ vào nó sẽ ít bị lẫn tạp chất của nhớt cũ, bền hơn, tốt hơn và dịu hơn. Còn một cái vấn đề nữa đó chính là vấn đề là nhiều bạn hỏi tôi là cái nhớt thải sau khi mình xả ra mình đi đổ xuống cống hay bỏ đi đâu hay làm gì. Có nhiều bạn thì kêu là mình sẽ trữ lại trong bình để mà châm nhớt nhà cái chỗ nào mà rỉ sét hay gì đó, nhưng bạn chỉ trữ lại lít thôi là dư để châm rồi. Thì dĩ nhiên là bạn thay nhớt nhiều xe rồi càng ngày cái nhớt cặn nhớt thừa đó nó sẽ đi về đâu. Nếu bạn cứ đem những cái nhớt thải đó mà đem đổ bừa bãi ra một cống thì tôi nói ra một ngày nào đó cái nước cống dâng lên chỉ toàn là nhớt thôi. Lúc đó cái người mà bị nguy hại nhất chính là bạn và xã hội và môi trường. Nhưng mà các bạn lại không nghĩ rằng cái nhớt mà bạn đổ bỏ đi á nó có giá trị rất là lớn. Tôi thay nhớt, tôi mua cái bình 50 lít về tôi để cứ thay nhớt, nhớt cũ đổ vô, nhớt cũ đổ vô và tôi đem bán ra được luôn với giá 6.000 đồng một lít. Và dĩ nhiên khoảng chừng 30 lít thì người ta mới tới tận nhà bạn lắm. Đã nếu mà ai mà trữ được khoảng 30 lít thì nói tôi kêu cái thằng cha mà hay thâu nhớt cũ của tôi nó lại nó thâu cho bạn, nó thâu để nó đem về nó sử dụng vào mục đích khác. Mình vừa được tiền 6.000 một lít, 30 lít, 6 năm 30 được 300.000, đủ mua được một chai Motul 300V mới chứ bộ, đúng không nào? Đấy, thì khi mà bạn vừa có tiền vừa tránh ô nhiễm cho xã hội vì sao bạn không làm? Còn với những bạn nào không có điều kiện mua cái bình 50 lít để mà đựng nhớt cũ á thì dễ lắm, cứ một chai nhớt bạn xả ra cho vào máy thì cái nhớt cũ bạn đổ ngược vào chai, nó hơi rắc rối cho bạn cái xíu nhưng mà mất thời gian cái xíu nhưng mà thôi vậy cũng được. Thì bán cả chai lẫn nhớt lên cứ một chai một lít vậy đó, cứ bán rồi bao nhiêu chai đến đầu rồi bán nó một lần có lợi mà. Chứ tôi thấy nhiều bạn cứ nói là anh ơi em cứ mỗi lần thay nhớt em ra đổ ngoài cống rồi hay là như thế này thế kia thì nó phí phạm gây ô nhiễm môi trường lại không có hiệu quả. Và thêm một cái nữa tôi sẽ chỉ cho các bạn nữa, một cái mà vấn đề nữa đó là chính là mình sử dụng cái dụng cụ thay nhớt như thế nào để đem lại cái sự tiện lợi hiệu quả của kinh tế nhất. Thì thường á mình rảnh á mình hay lượm dây chai, thật ra dây chai sạch cũng không có gì, sinh viên nhà mình ở trọ hay gì nó hay uống cái chai nước suối Aquafina 5 lít, mình hay sử dụng cái Aquafina thôi. Còn cái bình La Vi này nó hình tròn nên mình không có sử dụng nhiều, nhưng mà tại bữa nay không có mình lấy mẫu thôi. Thì cái chai Aquafina 5 lít á nó rất là dung dắn. Đấy, thì mình lấy nó về mình để nó nằm xuống không cái cạnh trên
mình sử dụng cái kéo hoặc con dao mình xẻ một cái hình chữ nhật bự ở trên đây đó, để làm chi, thì khi mà mình xẻ lên này đó thì mỗi lần mình muốn thay nhớt xe bất cứ xe nào mình chỉ cần cầm cái khay tự chế này mình nhét vào dưới gầm, mình mở cái móc xẻ nhớt là tự động nó cứ chạy xuống, thì cái dụng cụ mà đựng nó càng bự thì nó càng tiện lợi. À, nó hứng được nhiều hơn và nó nếu mình cứ chạy xuống nó cũng khó mà chạy đổ ra ngoài hơn. Đấy thì mình hay sử dụng như vậy vì sao? Còn theo cái lý do nữa là sau khi bạn hứng đầy đi, đấy thì bạn cầm khay như thế này, mình tới cái bình đựng 50 lít của bạn hoặc là bạn muốn chiết ra những cái bình nhỏ 1 lít để mà lưu trữ lại, bạn chỉ việc đơn giản là từ từ mở nhẹ cái nắp ra và bạn đổ rót vào từng chai giống như mình rót nước vậy, không cần phải mua phễu sắm phễu hay gì cả. Đấy, nhưng mà dĩ nhiên mua cái phễu thì cũng rẻ mà có 5-7 ngàn cả thôi, thì có cái phễu cũng tốt. Đấy, còn về cái dụng cụ để mà mở ốc nắp nhất thì đa phần nó xài khóa 14 hay khóa 17 thì cái đó tùy xe, thì mình coi thử xe mình là thuộc dạng gì, xe nào ốc xài số bao nhiêu thì mua cái khóa nó vậy thôi, và mình có thể là xả nhất tại nhà. Còn cái dụng cụ mà để mở đồ lọc nhớt á thì đối với xe nhỏ thì thường là nó hay nằm bên lốc máy, mình chỉ cần mở cái khóa 8 và có thể rút cái lọc ra rồi. Nhưng mà với xe mô tô một cái số lọc nhớt mà cái của zin chính hãng nó phải có cái chụp để mà đút vừa vào cái lọc nhớt và nhận ra. Nhưng mà sau này đa phần người ta ít xài lọc nhớt zin lắm, tại vì bây giờ người ta mua lọc nhớt Canon chính hãng mà giá rẻ cũng còn rẻ hơn cái lọc nhớt hãng zin nữa. Thì lý do vì sao không thể lọc nhớt hãng, nhưng mà cái lọc nhớt Canon nó có cái lợi này là ngay cái đầu để của cái phía trước của nó có làm cái con 8-17, thì bạn chỉ việc mua thêm cái khóa 17 về nha, xả cái lọc đó ra, chỉ việc dặn ra đó để nó trên khay. Thường mình hay làm tối mình chạy về nhà đậu xe vô gọn ghẽ đúng cái khay nhớt đúng qua cái ốc, dặn xả cái ốc nhớt một cái, dặn lấy cái ốc nhớt ra nhớt chạy xuống, rồi bắt đầu đi tháo cái lọc nhớt dặn ra nhớt chạy xuống, gác cái lọc nhớt lên cho nó rỉ nhớt ra, đi ngủ. Sáng hôm sau nếu mà phải lấy xe đó đi làm á thì dậy sớm hơn tí xíu, sáng dậy xuống dặn lọc nhớt vô lại, dặn ốc nhớt vô lại, châm nhớt vô lên xe và đi, rồi gần như là 100% là sẽ nhớt mới trong một ngày mới. Còn mà bạn nào mà còn không cần phải đi xe đó liền, để xe đó tiếp để ngày hai ngày cũng được, nhớt cho nó chảy ra, thì thông thường mình để lâu vậy đó, sau khi trước khi mà mình vô nhớt mình cũng sẽ để nghiêng xe, mình nghiêng qua nghiêng lại để cho nó còn cái gì trong đó ra không thì nó ra hết, còn nó không còn ra được gì nữa là coi như xong. Đó, chỉ đơn giản vậy thôi. Thay nhớt tại nhà bạn vừa có thể tận dụng lại cái nhớt cũ bán kiếm tiền, đó, vừa giúp cho xe bạn sạch sẽ nhất cũ hơn, giúp cho cái nhất mới bạn đổ vào hiệu quả và đáng đồng tiền bát gạo so với những gì bạn bỏ ra hơn. Lại có một cái thú vui ở nhà tự làm chiếc xe của chính mình, quá nhiều điều hợp lý để có thể đưa bạn đến con đường hay nhất tại nhà. Vậy thì vì sao lại không thay, bỏ chút thời gian ra với chiếc xe mình yêu thích.